Rồi, ok cả nhà, thì hôm nay mình sẽ xiết cái cây cây lý hổ từ cái chậu các bạn nhé. Mình chỉ cây con này, cây cũng không ưa nước cho mắm mà mình bỏ chỗ nó ra, chỗ giờ nó mọc ra hai hai nhánh, ba nhánh thôi mà mình. Đây, ok đây các bạn. Rồi giờ mình sẽ trồng vào hai chậu con này. Mình sẽ bỏ vào luôn. Đây, các bạn tạo đất thì cái này các bạn đất mà nếu bạn pha ít cát nhé thì tạo độ ẩm và độ nước xốp cho nó luôn ấy. Tại vì đất đây có cả đất pha trộn rồi. Rồi sẽ trồng lên. Đây, ok. Cái này cũng là cây phong thủy mình để trong nhà này, cây lưu gỗ này một số mệnh người ta hợp này. Mình lát tới đây đá đây tự nhà nha các bạn, đâu ngoài là đá ở suối mà nó nước này mình nó cũng màu trắng nhìn cũng đẹp lắm.